Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Honda Hồng Đức. Ngày hôm nay mình xin cập nhật lại một số giá của một số dòng xe cũ đã qua sử dụng tại Hết Hồng Đức 10. Mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng là ấp Trần Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Cửa hàng mình sẽ gần ở sát một bên cửa hàng Hết Hồng Đức 10 Hết Honda nha các bạn. Hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho bạn một số xe lướt đã qua sử dụng để các bạn có thể tham khảo ha. Xe này chạy Indo là 900 cây. Giá xe này là 30 triệu bao giấy tờ cho khách hàng ở Sóc Trăng nha các bạn. 30 triệu bao giấy tờ, bảo hành cho mình 12 tháng. Các bạn xem cái chi tiết xe như mới, xe chạy 900 cây thôi, chưa được 1.000 cây, chưa hết ưu đãi nha các bạn. Xe này được bảo hành cho mình là 12 tháng. Xe này thì không cần phải nói tả nhiều nha, nó xe lướt rồi. Kế tiếp theo đó là chiếc SH Mo đời 2017, ổ khóa smart key, giá là 48 triệu. Bao giấy tờ ở Sóc Trăng nha các bạn. Giá này là mình đã bao giấy tờ ha. Mà các bạn đến chỉ cần trả đủ tiền là mình sẽ ra giấy cho các bạn ha. Có một số khách hàng khi mà mua xe cũ thì ngần ngại về vấn đề sang tên, chi phí cũng như là cái thủ tục để sang tên nó khó, nên là cửa hàng hỗ trợ cho khách hàng. Giá mà cửa hàng báo là đã bao gồm ga biển và ga biển số, ga gạt quẹt cho tên khách hàng ở Sóc Trăng nha các bạn. Còn các bạn có địa chỉ ở chỗ khác thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0398 811 919, mình tên là Lộc, để mình tư vấn cụ thể hơn nha. Tại vì mỗi huyện cái chi phí rút bộ công chứng cũng như là thuế trước bạ nó sẽ khác nhau, nên mình chỉ báo là ở tỉnh Sóc Trăng. Thì chiếc xe này là đời 2017, Amlach màu xám đen. Xe này cũng lướt nha. Xe này Ido, đúng cái Ido nó là 9.000. Xe năm 2017 mà tới giờ nó còn đẹp gì là quá xuất sắc rồi các bạn. Kiếm chiếc xe thứ hai không có đâu. AB125 đời 2017, Indo 9.000. Xe này biển số ở Sóc Trăng luôn nha các bạn. Giá của nó là 25 triệu bao giấy tờ khách hàng có hộ khẩu ở Sóc Trăng. Tiếp theo, xe này là Venfa. Venfa này thì đăng ký năm 2022 luôn nha các bạn. Các bạn nhìn thấy con ốc bánh trước là mình hiểu chiếc xe này nó như thế nào ha. Vỏ theo xe một cặp, đăng ký tháng 2 năm 2022. Giá này là 15.500.000 bao ga biển số cho khách hàng ở Sóc Trăng nha các bạn. 15.500.000 ga biển số cũng như là ga cà quẹt luôn, 15.500.000. Tiếp theo, Venfa đời 20, Venfa 100 đời 2012. Có nhiều khách hàng comment hỏi mình là có xe Venfa 100 không, thì mình hôm nay mình có, nên là mình review cho các bạn xem luôn ha. Venfa 100 thì đương nhiên nó phải là thân đùm. Xe này thì thuộc dạng khách hàng sử dụng kỹ, nên là nhìn dàn chân nó còn đẹp nha các bạn. Xe này mình cũng thu lại của khách. Rồi tiếp theo là SH125 CBS. Xe này là đăng ký năm 2022, màu trắng, trắng ngọc trinh nha các bạn. Xe này Ido của nó là 3.000 km, xe lướt. Giá hiện tại mình bao giấy cho các bạn ở Sóc Trăng luôn nha, là 72 triệu bao giấy luôn, bao ga giấy cho các bạn luôn ha.
mình có bán xuyên tỉnh ở vùng xa luôn nha các bạn. Các bạn coi video mình cảm thấy chốt được xe nào mình cứ liên hệ qua số điện thoại của mình là 0398 811 919. Mình tên là Lộc. Thì các bạn cần tư vấn về phí giấy tờ hay như thế nào, hoặc là mình muốn ship xe thì mình vẫn ở cửa hàng vẫn hỗ trợ cho các bạn ha. Xe này là Amlách màu đen nhám. Xe này là đăng ký năm 2020 nha các bạn. Amlách đen nhám. Giá này là giá xe là 35 triệu. Bao ga tên các bạn ha. Ido xe này là 9.000 km. Cặp vỏ theo xe, máy zin êm. Màu đen nhám. Nó rẻ hơn xe mới 10 triệu nha. Rồi tiếp theo là SH Mo màu bạc. Bản này là bản cá tính, màu bạc đen. ABS nha các bạn. Giá là 63 triệu rưỡi. Giá này là mình đã bao gồm ga cà quẹt cho bạn luôn ha. Tức là tất cả thủ tục bên mình là làm cho hết cho các bạn luôn. Không có tốn thêm phí. Giá là 63 triệu rưỡi. Thì có nhiều bạn nhiều khi không có biết là làm cái chi phí công chứng hay là rút bộ hay thủ tục làm sao xe cũ sang tên như thế nào á, nên mình đang để giá là giá bao gồm sang tên cho các bạn rồi, nên có nhiều bạn không có nắm rồi nói sao mình bán giá cao quá. Nhưng mà nếu mà chiếc xe ví dụ như các bạn mua xe mới đi mà các bạn làm giấy tờ mà đóng thế chống chức bạ biển số ra nó cũng, nếu như mà chiếc SH Mod á thì chiếc xe nó cũng tầm khoảng 2%, nó cũng tầm khoảng 2 triệu mấy rồi. Nên là mình bán là mình bán bao giấy nha các bạn. Chiếc SH Mod này thì mình rẻ hơn cũng cả chục triệu á. Tiếp theo là chiếc Amlách. Amlách này là Amlách bình xăng con nha các bạn. Đời 2006, xanh đen. Xe này là lúc thời điểm mà xe này mua là phải đăng ký nha các bạn. Chứ không phải là muốn mua là mua đâu. Mà hiện tại chiếc xe này nó đang cũng đang tương đối đẹp á. Xe này chủ xài kỹ nha các bạn. Về mình có tăng trang lại. Là những cái nào mà mình cảm thấy mà không đẹp thì có thể là thay phụ tùng chính hãng nha. Thì các bạn lưu ý xe mình, các bạn mua ở cửa hàng mình là toàn là phụ tùng chính hãng. Và máy móc là bao zin. Xe nào là zin là mình sẽ nói zin. Còn ví dụ như mình có thu lại của khách mà máy không zin thì mình sẽ báo với bạn là máy không zin. Xe này là 12 triệu. 12 triệu là gà ga giấy luôn nha, bao giấy cho các bạn luôn á. Tiếp theo là SH 125 EBS thì bao giấy cho các bạn là 75 triệu, bảo hành cho bạn là từ 6 đến 12 tháng. Ở đây mình có dịch vụ là xe cũ đổi xe cũ nha, và xe cũ đổi xe mới luôn. Nên là các bạn có nhu cầu trao đổi xe hay như thế nào thì cứ liên hệ với Lộc ha. Mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cặp bên cửa hàng Head Honda Hồng Đức 10. Số điện thoại để liên hệ là 0398 811 919. Mình tên là Lộc ha các bạn. Xe này là chiếc Vision nha các bạn. Vision phiên bản mới nhất 2022. Bản ổ khóa smart key. Xe này là chạy Ido nó là 4.000 km. 4.000 km. Và giá hiện tại mình đang bán để bao giấy cho các bạn luôn là 30 triệu nha. 30 triệu. Xe này thì các bạn nhìn cái ốc mà ở dưới hộp số thôi là mình hiểu với xe mình nó chạy như thế nào. Biển số này cũng đẹp luôn các bạn. 83C1 68929. Phát Lộc, Lộc Phát. Nếu mà các bạn ở Sóc Trăng thì chiếc xe này là mình mua, mình đăng ký là mình không có đổi biển nha. Mình có bán tất cả các cho các tỉnh luôn nha các bạn. Có nhu cầu các bạn cứ liên hệ với Lộc, Lộc sẽ gửi hình cho bạn xem. Rồi mình chốt xe thì chuyển tiền thì mình sẽ ship xe cho các bạn ha. Chiếc này là chiếc Black, đăng ký năm 2021. Xe này chạy được 5.000 cây nha các bạn. 5.000 cây. Con ốc bánh trước còn đẹp lắm, nhưng mà khách hàng cái ống kiểu thôi. Cái xe này là không có chạy bao nhiêu hết.
bờ lắp đến mâm, giá nó tầm khoảng 16.500.000, bao giấy cho các bạn luôn nha. Xe này là bao giấy, rẻ hơn chiếc Venfa nhưng mà được cái bánh mâm thắng đĩa nha các bạn. Cục máy Venfa và lắp giống nhau. Tiếp theo là chiếc bờ lắp này là đăng ký năm 20 cuối năm 2022, tháng 12 năm 2022. Xe này thì không còn gì để tả. Xe mới mình đang bán hiện tại là 18 triệu mấy, 19 triệu. Xe này thì giống như xe mới thôi, rẻ hơn xe mới tầm khoảng 5 triệu. Tại xe này mình bán là 15 triệu mà bao giấy nha. 15 triệu bao giấy. Xe này Ido của nó là 400 km, chưa được 1.000 cây. Biển số ở Châu Thành, Sóc Trăng luôn nha các bạn. Xe này thì giống như xe mới thôi chứ không khác gì hết. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có thêm một chiếc Venfa nữa. Xe Venfa này thì nó cũng sát xe, nó cũng tương đương với xe lúc nãy mình quay, nhưng mà xe này không bằng nên là mình bán thấp hơn. 15 triệu bao giấy nha các bạn. Rẻ hơn xe mới tầm khoảng 4 triệu chưa bao gồm giấy tờ. Xe này 15 triệu là mình đã bao giấy nha các bạn nha. Tính ra mình mua chiếc xe này thì ngợi khoảng 5 triệu á. Ốc rồi ha. Lóc nhám nha các bạn. Rồi tiếp theo là RSX, đăng ký tháng 12 năm 2022 luôn nha các bạn. Giá xe mới mình đang bán là 26 triệu 5. Xe này mình bao giấy tờ luôn, 21 triệu 5. Rẻ hơn 5 triệu. Xe y như mới. Nhìn con ốc bánh trước nè, cái vỏ cái ga gió còn là các bạn hiểu rồi ha. Máy thì những xe mình quay đây là mình bao zin hết nha các bạn. Bảo hành cho mình 12 tháng. RSX đời mới nhất. Này có cái tem Sport các bạn. Nếu mà đời trước nó sẽ không có tem Sport đó. Ido, Ido là nó km nó là chưa tới 1.000 cây. Rồi tiếp theo là chiếc Future. Future này cũng thuộc dạng Future lướt nha các bạn. Future bánh mâm. Xe này là 31 triệu mình bao giấy rồi các bạn ha. Bao giấy cho các bạn ở Sóc Trăng. Xe này chạy 10.000 km nha các bạn. Màu xanh bánh mâm. 31 triệu bao giấy. Xe không có vít chày. Các bạn có nhu cầu hỏi thêm dòng xe gì thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0398 811 919 nha. Vinix V3. Xe này là xe trúng thưởng. Xe này xe trúng thưởng nên là khách hàng đăng ký xong là bán liền, xe chưa lăn bánh nha các bạn. Ido là 1 km, xe chưa lăn bánh. Tại vì nhà sản xuất mà khi sản xuất ra thì nó trên đồng hồ nó sẽ là 1 km nha các bạn, chứ không phải là chạy 1 km. Xe này là chưa lăn bánh, sơn chưa lăn, chưa tăng sơn, nói chung là như xe mới các bạn. Thì nó rẻ hơn xe mới tầm khoảng 7 đến 8 triệu. Rồi các bạn xem lại tổng thể cửa hàng mình ha. Mình còn những cái xe trong kho nữa, nhưng mà hôm nay mình chỉ quay sơ bộ những cái xe ở ngoài showroom thôi. Thì các bạn có nhu cầu mua những cái dòng xe như vậy hoặc là dòng thấp hơn mình vẫn có nha. Những cái xe mình chở đồ vẫn có. Thì mình cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0398 811 919 để trên màn hình. Thì có gì mình cứ gọi. Rồi cảm ơn các bạn. Mến chào các bạn nha.